Tiếp tục với video là game nha các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ chơi game Dream Language Soccer 2020 nha các bạn. Đó thì mình là đội Paris Saint-Germain nè các bạn. Paris Saint-Germain nha các bạn. Đó thì đây là đội hình của mình. Thì đá công thì có De Jong, Cavani, Ronaldo. Còn cái đá ở giữa là De Ligt, Pogba, Salah, Neymar. Còn hàng thủ của mình là có Silva, BK và Marcelo. Còn chụp là De Gea nha các bạn. Thôi để từ từ nha. Để mình nâng cấp mấy nâng cấp lực cho mấy cầu thủ của mình lên nha các bạn. Đó, mình sẽ nâng cấp lực lên. Ok. Mình sẽ nâng cấp lực lên nha các bạn. Đây. Rồi vâng, thì giờ mình sẽ vô trận nha. Hôm nay chúng ta sẽ đá với gì đội gì đó. Nói chung là câu lạc bộ gì đó mình không biết nha các bạn. Division gì vậy ơi. Đọc tiếng Anh hơi bị kém các bạn. Bên đây thì có Tosun là chụp này. Tosun là công nha các bạn. Chụp là Big Four nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ vô trận nha các bạn. Đó thì các bạn chờ xíu vô trận. Đó thì đây là tình hình trận đấu nha các bạn. Đây là cái cầu thủ của team mình nha các bạn. Đây là cầu thủ team bạn các bạn ơi. Đây là đội hình của team bạn nữa các bạn. Mày hãy nhìn kỹ nha. Đó. Đây là đội hình của team mình. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trận đấu. Thì team mình Paris sẽ giao bóng trước nha các bạn. Mình chuyển cho Salah, Ronaldo. Ý đồ đã bị phá rồi các bạn. Cavani đang giữ bóng, chuyền cho De Ligt. Lại chuyền lại cho Ronaldo nha các bạn. Kỹ thuật sút vào và thế là Ronaldo đã ghi bàn rồi nha các bạn. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái tình huống này nha. Đây, anh đưa chuyền cho Ronaldo. Ronaldo là kỹ thuật rất là dễ dàng, tình cảm các bạn ơi. Mình sẽ đá tiếp nha các bạn. Bây giờ team bạn sẽ là người giao bóng trước. Vâng, và Salah đã giành được bóng các bạn. Salah đang nhận bóng lên. Một đường chuyền dành cho Ronaldo. Để Ronaldo có sức mạnh không? Chuyền chuyền cho Cavani. Không, nhưng mà ý đồ đó là đã bị bắt bài rồi các bạn ơi. Đây, một bài sẽ nhanh banh vừa các bạn. Chuyền cho Cavani. Cavani kỹ thuật. Sút. Vâng, và Cavani đã ghi bàn rồi nha các bạn. Của team mình khá là ghê bạn. Thì mình đã nâng cấp lên 100 rồi các bạn. Đó. Đây đường chuyền cho Cavani. Đó các bạn ơi. Đó thì bây giờ tiếp tục nha các bạn. Không biết trận này mình sẽ ăn được nhiêu không đấy các bạn ơi. Tình huống nghiệp các bạn ơi. Liệu De Ligt có chạy lại hay không? Vâng, mà De Ligt đã giành được bóng các bạn ơi. Một đường chuyền lên cho Cavani. Cavani sẽ chuyền cho De Jong. De Jong đang dẫn băng. Kỹ thuật. Đường chuyền qua cho Neymar. Neymar sút vào các bạn ơi. Một đường chuyền khá là đẹp các bạn ạ. À. Dành cho Neymar. Và Neymar đã ghi bàn rất là xuất sắc các bạn ơi. Đây mình sẽ xin lại các bạn. Bây giờ chuyền cho Neymar sút má ngoài các bạn. Neymar sút má ngoài các bạn. Quá hay các bạn ơi. Đã phá được cái pha bóng đó. Pha bóng đó thật là nguy hiểm đó các bạn ạ. Vâng, và Silva là một pha cắt bóng rất là hay các bạn ơi. De Jong chuyền cho Cavani. Không, nhưng nó bị bắt bài các bạn ạ. Mình khá hơi bị ngáo chứ các bạn ạ. BK kỹ thuật. Không, nó bị bắt bài các bạn.
qua nổi tay của BK các bạn. Sẽ là Dion, Cavani sút. Vâng, Cavani đã sút ra ngoài nha các bạn. Pha này hơi bị lỗi xíu. Xíu các bạn ơi. Đi ra, sẽ đá tiếp các bạn. Đó đi tìm bạn ra bóng lên. Vâng, và thì hiệp 1 đã kết thúc rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua hiệp 2 thôi. Các bạn, và nãy mình vô quay cái vô hiệp 2 rồi nữa. Đó, thì vô hiệp 2 rồi nha các bạn. Đó, thì sẽ là đây những bạn kỹ thuật qua người. Qua lại. Cavani, Cavani chuyền qua cho Ronaldo, Ronaldo sút vào. Một pha khá là hay các bạn. Thì mình ăn bốn quả nha các bạn. Neymar cắt bóng. Neymar rất là nhanh các bạn. Salah tiếp tục Salah, Ronaldo, Cavani. Còn một pha chuyền quá nhẹ các bạn. Salah đã giành được bàn các bạn. Cavani đi vào chơi. De Jong nhưng mà bị bắt lên đường. Điểm bia nha các bạn. Để vô. Không. Nhưng điều đó nó bị bắt thôi các bạn ơi. Let's go. Điểm bia không lên. Thì qua chơi Ronaldo như là ta bị chìm này. Đợi chờ la nó thì quá. Cũng pha chìm quá xa. Nhưng không. Vẫn còn quanh các bạn ơi. Vẫn còn Ronaldo chạy khá là nhanh các bạn. Tốc độ rất là nhanh. Vâng, pha rất xa quá, Ronaldo sút không vào các bạn. Thì Ronaldo đã mất hai cơ hội. Pha đã hơi dừng lỗi rồi. Đây là video sắp bắn bàn tay của mình nha các bạn. Nếu có gì sai sót các bạn đừng khiển trách nha các bạn. Một pha rất là nguy hiểm. Pha rất là nguy hiểm các bạn ơi. Vâng, nhưng mà Silva đã kẹt phá được cái đó các bạn ơi. Ronaldo, Cavani. Liệu trái này căng hay không đây? De Jong, Cavani, Ronaldo, sút vào cái này hả? Đúng rồi, rất là ăn ý. Và Ronaldo đã làm hết chức rồi nha các bạn. Đây, các bạn xin để cái pha cuối cùng. Ronaldo chỉ sút một chạm thôi nha các bạn. Tiếp theo là tiếp ngang. Mấy trận này mình ăn được mấy trái đây. Cavani, Pogba, De Jong, De Ligt, Ronaldo, kỹ thuật. Nhưng nó bị bắt rồi nha các bạn. Bây giờ là tiếp tục là màn điểm bi nha các bạn. Thì có 2 phút vui giờ nha các bạn. Okay. Vâng, và đã hết giờ nha các bạn. Để mình ăn được 5 trái nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ vô sau. Thì Ronaldo là mất chích nha các bạn. Đây, Ronaldo là mất chích. Đang 3 trái nha các bạn. Bây giờ mình sẽ phát ra và ra ở trái. Ở đây thì ta sẽ tiếp tục với mình banh với đội cướp nha. Chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu nha bạn. Giữa Paris và cúp nha bạn. Đó thì còn bốn team cao. Đó
Team bạn team có hai người con và một người giữ. Vâng, bây giờ mình sẽ đá tiếp. Bây giờ bóng trước các bạn ơi. Luôn luôn. Trên bóng quá hay rồi. Từ lai. De Jong chứ bạn. Ronaldo. Pogba kỹ thuật. Sút. Không được. Salah luôn là người giành bóng này. Ui, một chuyện khá là xấu các bạn ơi. Khá là xấu. Pogba. Salah. Cho mình đi. Mất banh rồi các bạn ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ được thiệu nhìn lại Ronaldo đưa kia cái bên đi. Chút vào. Khá là đẹp mắt. Bên đi khá là bình tĩnh các bạn ơi. Được bên đi. Ronaldo. Sút. Ra các bạn. Một pha sút bóng đi luôn. Đây là xin lỗi đây. Bên kia lên cho Ronaldo. Ronaldo sút. Vâng, vào các bạn. Ronaldo sút khá mạnh nên thủ môn nó chụp không nổi nha các bạn. Đây. Để xem lại cái pha này nè. Không vào các bạn ạ. À. Một pha lộn xe đạp của Ronaldo nhưng mà không vào bạn thì hết thì một các bạn. Thì về nó sẽ quay hai các bạn. Thì đây là một cái xíu các bạn ơi. Vào các bạn ơi. Này mà khá là hay các bạn. Kỹ thuật khá là trước khi mình xây cùng bạn. Đây. Đây xin mời. Sao ta này mà chơi cả những
chơi kỹ thuật khá tốt này và chơi cái nhân vật rất là tốt. Đây pha này rất là đẹp này. Thì mày thấy người hoài các bạn ạ. Hình như thua một ván là thấy người sao. Cái đám giành banh của cụ hả? Salah, chuyển từ Ronaldo, Cavani, kỹ thuật. Không. Chính là màu nên nó bị mất mặt. Tự do vào một pha chuyền khá là rối mắt này. Chiếu góc, xuất chiếu góc khó, rất là khó này. Bài thì mình được được này. Này nè. Rồi quên đâu, mình lộn qua này. Thank you.